Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn dòng bút huyền thoại ngoài lá tre Canigraphy, một dòng bút huyền thoại năm 2015, 16, 17 thì đã làm mưa làm gió trên thị trường bút luyện chữ đẹp, và những người yêu chữ luyện chữ đẹp thì không thể thiếu với dòng bút này. Thì hiện tại Penbro bên mình đang gia công và lắp ráp với dòng bút này cho Long Phụng, thì các bạn nhớ follow kênh của mình nhé. Xin chào và gặp lại các bạn.